Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. 6 trận thông rồi, quân xấu hơn rồi. Chắc đây là trận thứ 7. Kataya, Rome Baby. Kata của 98. Để tôi sẽ đếm xem là từ cái xe đấu thứ 4 đến bây giờ thì mấy trận quân xấu hơn. IA của chim sẻ, quân này xấu hơn nhưng mà đánh được. Không đến nỗi là tịt lắm. Rome của Hoàng Mai Nhi. Và Baby Lon đến từ BB. Rome Baby, Iakata. Map này còn Roma này còn Baby đều rất lợi hại khi mà chúng ta là hai quân thuần chém, không có đơn vị quân chống phù ngoại trừ cung A. Và cảm ơn rất nhiều anh em đã gửi tặng sao cho em. À nhập. Cảm ơn rất nhiều anh em đã gửi tặng sao cho game thủ chim sẻ và game thủ U98. Vơi xong Mạnh Hào không cặp cùng với chim sẻ. Thật ra Mạnh Hào cặp với chim sẻ cũng được thôi. Các bạn là mình không tìm ra đối của Hào với cả sẻ. Đối của Hào với sẻ khả năng cao cặp mà văn nhất với cả TT là cân. Để sắp tới làm thử cái kèo này xem anh T có đồng ý không. Ngày nay thì tôi đang cảm thấy rằng Greg với cả Kata bị chúng ta là khá nhiều. Sẻ không biết cầm vào trận Greg với Kata nhiều lắm. Không đếm được, 98 cũng thế. Bảy C à? Em chỉ hy vọng là các thủ đánh 7C thôi. Đánh càng nhiều C em càng vui. Và anh em bảo đeo tai nghe vào mới nghe tiếng game nhưng mà nếu mà đeo tai nghe vào thì nó lại nóng. Khổ. Phòng này có cái điều hòa thôi nhưng mà lại mở cửa. Văn Hưởng thì ngồi ngoài hút thuốc như cái bát nhang. Thì phải mở cửa cho nó thoáng. Bài ca thảo 98 có 2 voi về rồi, quả phụ có, hiêu có luôn. Ố, bài 98 được. Bài sẻ để xem đánh cái gì. Ồ, nhiều rừng. Có thế khung. Nhưng vàng thì là vàng ngoài, cày. Không xây được S. Rồi, bây giờ thì mới xây được. Nhét thêm một dân nữa thì là mắc bệnh hơn. Cung A không? Hay là chém? Đây là game thủ BB. Ồ, BB này hiền thế nhỉ? Khá hiền đến từ BB. Ơ, tiện đường công tác. Có tay để soi cả quân ấy, tôi cũng cạn lời. Cần gì hỏi đây này. BB cầm Baby. Như cái bên kia là 98 giữa đầu với cả Roma. IA gặp Baby. Roman gặp Kata. Rồi, con voi này phải về. Thì chim sẻ sẽ có một bài khỏe. Ôi, ơi. Ơ, Bi có biết voi quay đầu không? Đừng, no. Ai, Bi không biết. Ơ, không, biết rồi. Ơ, nhưng con voi có vẻ thích sẻ hơn. Sẻ cao to, đẹp trai hơn. Con voi là con voi cái rồi. Chắc chắn là voi cái luôn. Vâng, thấy sẻ cao to, đẹp trai. 20cm. Con Bi thì hơi gầy gò, ốm yếu. Nên con voi quyết định theo sẻ chứ không phải là theo Bi. Như vậy bài sẻ là một bài khỏe. Bây giờ mới cắt dần ra để ăn quả, ăn hiêu nữa dành cho game thủ chim sẻ. Bài có 2 BS này, thế khung nhà này. Điều đáng tiếc nhất dành cho bài Yamato này đó chính là vàng thì là vàng. Vàng thì là vàng ngoài. Hơi phi. Bài này vàng trong thì sẽ là mắc của mắc. Vàng 23% đến từ BB. Như vậy bài B là một bài xấu. Vàng 98 thì ăn trùng với cả thằng... À nhập. Game thủ cầm 1-1 Hoàng Mai Nhi. 98 khỏe không đây? Đó thì thoải mái. Bài 2 quả phụ luôn. À đâu, 1 quả phụ thôi. Ăn trung hiêu. Như vậy 98 lên. Rồi, lực không khỏe. Quay trả với cả chim sẻ để xem bài sẻ ra làm sao. 98 bảo trận đấu này sẽ giữ chân game thủ Hoàng Mai Nhi. Sẻ đánh cái gì đây? Chém hay cung? Ở trận này nếu bo rộng ra thì có được một quả vàng ở bên trong. Vẫn là BL. Đúng rồi. Bo rộng ra thì ăn được màu vàng ở phía trên. Vẫn có thể coi là vàng trong được. 26 dân. 27 dân. Bài đánh chém cộng dân dành cho chim sẻ. Bắt đầu kéo dân ra để có thể ăn quả và nâng cấp cả chặt gỗ.
ý đồ là chém một L và chuyển cục. Để lấy ăn vàng. Ngựa gió đang đẩy lên phía nhà của BB. Nâng cấp cộng. Và sẽ là ra ruộng tại nhà chính. Vâng, anh Biên Bùi đang bảo là con voi vừa rồi tên là Phùng Vĩ Hằng. Hợp lý nhỉ? Hợp lý. Ngựa gió công giáp. Bài rất khỏe về thịt dành cho chim sẻ. Nâng cấp được cả chặt gỗ mà lại có cả công giáp. Không được rồi, mất con giò. Nó sẽ đẻ thêm một con giò nữa. Gia đình không có gì ngoại điều kiện. Ăn được một dân thôi. Giò công giáp đổi một dân, hơi lỗ. Xem cánh bên kia một chút. U98 liệu rằng có cần được Hoàng Mai Nhi không? Một lò thủ phục. Đây lò của 98 cũng xây rất gần nhà Hoàng Mai Nhi. Bằng 98 còn xây BP trước của Hoàng Mai Nhi luôn. Bây giờ Hoàng Mai Nhi mới có BP. Bằng 98 bảo với cả sẻ rằng trận đấu này 98 sẽ cố gắng cân Hoàng Mai Nhi. Tôi nghĩ là 98 đang khỏe hơn Hoàng Mai Nhi đấy. Thêm một con lạc đà nữa. Còn lâu mới có phù, cứ bình tĩnh. Bằng có phù thì chúng ta có phải làm được trục dân đã tính sau. Yếu rồi nha. Mà 98 cũng không khỏe đâu. Có bo con phù lại không? Không. Không đỡ được ở nhà. 98 bảo chết giò rồi. Chưa chết, gần chết thôi. Bây giờ thì mới chết. Rồi ok. Vậy là có bài cầm dân liền đập không? Cái bên này chắc chắn là 98 sẽ thử cân đến khỏe hơn game thủ Hoàng Mai Nhi khi mà được nhiều dân hơn. Còn đây là game thủ chim sẻ. Chim sẻ, vâng, chim sẻ rất ngoan cố. Và đó là pha phù đen dành cho game thủ BB. Tươi nha. Pha phù đen dành cho game thủ BB. BB đánh bài 1L và thủ phù. Chim sẻ kể cả không chém được tờ này thì cũng không sao khi mà chim sẻ chuẩn bị. Vâng, có cung A. Chuyển A rồi. Con phù tiếp theo của BB. Vâng, tiếp tục là đen, hai tuần phù đen. Và chắc chắn ở cánh bên này thì chim sẻ sẽ thắng cánh BB. Thậm chí, úi dồi, bè này chết được không? Bị chết nhiều dần lắm rồi. Sẻ nâng cấp cung A héo thành công. Ruộng nương là cực kỳ nhiều. Và bây giờ thì 98 có thể có quyền thua cánh game thủ Hoàng Mai Nhi. Chim sẻ sẽ là người cân đôi. Rất khỏe. Cánh game 98 nào. Và 98 đang phải chống lại cái bài phù kẹp với cả sọc đơn. Nhưng mà Hoàng Mai Nhi khi phù đen ấy rồi ấy. Tiếp tục là phù đen dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Như vậy là chúng ta có một trận đấu cả hai cánh đều thắng. Tỷ số có bằng 1 đều ở trong set thứ 5. Quá hay. Quá hay. Tuyệt vời. Thực ra thì rất nhiều người hỏi tôi về cái phím, về cái cách về e của chim sẻ thì thực sự đến bây giờ tôi bật mí các bạn. Thì cách về e của chim sẻ nó khác cách về e của người bình thường. Bình thường thì như bạn biết thì có phím tắt trong đế chế. Thì bình thường các bạn phải ấn được cái búa, các bạn ấn vào cái E thì các bạn xây được cái E đúng không ạ? Nhưng mà khi các bạn dùng phím tắt các bạn sẽ ấn nút B và nút E. Đấy, thì là các bạn sẽ xây được cái E. Nhưng mà với chim sẻ thì chim sẻ cài đặt theo kiểu phím tắt, ấn mỗi nút E thôi nó ra luôn cái nhà B E. Ấn mỗi